ít khi mà anh Lê anh chở đi lòng vòng cái đường trong phố, do bữa nay chở cylinder đem vô cái phòng lab cái chất nó ngay ngắn, ngăn kệ đồ đàng hoàng để cho nó không có bị jarring, nó không có bị chạm nhau hư cylinder này nọ đó, rồi mình chở đi về phòng lab di chuyển rồi chỉ có trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi. Tiên sư lực lệ. Ok thì làm cho nó xong vậy được chứ mình đem mình đi xuống dưới phòng lab mình chở như vậy để phải để trong mát mấy bạn bảo quản cái vậy đó, là mình học cái luật lệ là nó phải vậy đó, thì mình phải bảo vệ đó chứ không thôi là để nó hư với nóng mà đồ này nọ nhiệt độ này nọ cũng phải để trong mát, rồi mình đem đi trong vòng 48 tiếng đồng hồ đó là phải đi rời khỏi cái rớp xay đem về phòng lab liền. Bữa nay mình thu xếp công chuyện á, 10 giờ mình mới có cái công trình đổ với lại làm cái boxing đó thôi, nó chỉ có hai công việc nhỏ thôi thì nó rất là ngắn hạn. Cái kia cái đổ công việc trong buổi chiều mới đổ lần, là sáng mình thư thả mình đi để mình làm boxing. Cũng cái nhà cũ bữa trước đó mấy bạn, cái nhà cũ bữa trước mình nói là chỗ cái bà già bà chọc mình mới được, bà nói mình quay mặt bà đó. Trời ơi bà, cái mặt bà thì chồng bà ham tới chứ tôi đâu có ham muốn làm gì đó mà ấy, nhưng mà không biết bà làm gì ở nhà, với nhà bà như mấy bạn cũng có thể là nhà bà giữ nít hay gì đó mình không biết, nhưng mà mình thấy có một cái người đó là tới nó là giúp đi làm cho bả, mà làm ở nhà đó có thể là bả nhiều khi bả già, ông chồng bả già thì cần phải có người take care rồi này nọ nó lo rồi này kia, lấy thuốc cho uống rồi này kia, bả cũng có, cũng chưa nổi lẫn gì lắm, bả cũng có còn ngon lắm nhưng mà cái tuổi hưu trí rồi, đại khái là vậy đó, chắc lớn hơn mình một vài tuổi. Đây là cái ngã ba của đường Lincoln và đường Magnolia, mình phải chạy lòng lòng vào đường trong vì cái xe mình chở đá nó nặng, mấy cái xe lên đường nó nặng. Mà mình chạy đi ra ngoài freeway, ngoài xa lộ đó thì đường nó kẹt xe, mình chạy thắng vậy đó là nó vừa mòn thắng mà nó vừa mòn cái giò mình, nó mỏi đó. Anh nói chứ thôi anh chạy đường trong anh đi vậy nè, thì đi cái đường Magnolia này đó thì phải chạy xa hơn, thì mình phải đi trước xa lộ, mình ghé mình tấp cho tụt cái đường đi Victoria mình đi đó cho nó dễ đi. Sẽ cái mua cái nhà đây em không có mua nhà đây, nhà đây là hôm gia đình gì thì cái đường con đường này là dẫn nó nối thành phố mình rồi đi qua băng qua Riverside rồi đi qua băng qua thành phố Home Garden rồi đi băng qua thành phố Corona rồi mới qua Corona Hills rồi mới đi tới giờ Belinda, là đi những dọc cái đường trong đó thì mình chạy cái đường phố cho mấy bạn xem. Thì lúc trước chị Ngọc Lan chị xuống ấy, với chị Thủy đi xuống đi chơi cái bữa trên đường đi về đó sợ kẹt xe cho nên mình chui vô đường trong, anh lên chạy đường trong này cho mấy chị xem ở đường Victoria thôi, thì chỉ khen đẹp quá, thì hôm nào thì mình có rảnh thì mình đi chạy suốt dọc cái con đường Victoria của nổi tiếng của Riverside, cái đó là cái historic road và cái đường mà nó trong cái lịch sử của Riverside đó, tới đó là phải đi cái đường đó. Mùa nào nó cũng đẹp hết, nào mỗi mùa một cái nó khác nhau, nhưng mà thường là đẹp nhất là cái mùa xuân. Ở trên là cao, hàng cao, cái hàng cái palm đó là nó cao chót vót, nó cao 150 năm cũ đó mấy bạn. Cái đường đó là nó xây dọc theo cái gauge canal đó, những cái vườn nhà chung quanh đó là thường thường là những cái nhà đó là septic tank và cái propane gas thôi, tức là nó có cái thùng gas ở ngoài nó bơm gas cho mỗi vậy đó, chứ lúc xưa cái vùng đó là nó thuộc Riverside County, nó không có là trong cái thành phố, nhưng mà sau này thì thành phố nó đổi lại là con đường, nó con đường chánh cho nên nó có những cái đó, nhưng mà vẫn chưa có, mình không biết là bây giờ nó có những cái hệ thống nước cầu đường nó y như của mình bây giờ chưa, nhưng mà cái đường đó rất là xưa. Mà những cái nhà đó là hai mẫu đó, minimum đó, tối thiểu là phải là hai mẫu đất, các bạn, rất là rộng. Thường thường nhà nào nó cũng có cái vườn cam, vườn cam chanh quất bưởi rồi này nọ, bơm rồi này kia đó, cái đó là đặc biệt của nó. Mà nước là mỗi tiền nước thôi đó, là mỗi tháng là 580 đồng. khè lưỡi luôn á đó. Rồi đây để mình ngưng chút xíu để mình đi quay tiếp nha, mình đi quay tiếp sau nha, đi qua những cái khúc đẹp đấy thì mình sẽ quay. Phía trước này là cái đường xe lửa, đường El Camino này là cái đường xe lửa mà nó nối, nó chạy đi qua tới
New York rồi đó, mà nó đi vòng 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 cái đường trong, nó bọc hết cái thành phố từ Los về, nó đi ngang thành phố Corona mấy bạn, phía trước là freeway Interstate 15 là chạy San Diego, chạy tuốt qua tới xuống tới Nam Mỹ hả, rồi nó lên trên kia là tuốt lên trên Las Vegas nè, đi Utah, Salt Lake City, rồi tuốt cái vùng Wyoming, tức là đi về miền trung nước Mỹ đó. Đường 15 đó, nó cũng là xa lộ liên bang, cũng lớn lắm. Hiện bây giờ là nó cũng sửa chữa thì vậy, nó làm cái đường cao tốc á, chạy vô đó thì phải trả tiền mấy bạn. Còn mình á, đường cao tốc 15 á thì là đang vàng. Chạy trời đất ơi, xin lỗi, lật cái là u đầu á đó. Bây giờ nó cái cột đó đỏ ngay chính giữa đây, ngay chính giữa đây là City of Corona, bên ngược lại đó là Home Garden, thành phố Home Garden. Thành phố này nó nhất định nó tự trị, nó không có thèm vô cái county của Riverside, không thèm vô quận Riverside. Thành phố Riverside nó nằm trong quận Riverside, và City với thành phố Corona nó cũng nằm trong quận Riverside đó. Để tới qua bên kia cái đồi núi tuốt bên kia đó đó, cái đồi đó đó là nó thuộc Santiago Canyon, đó là bên kia nó là cái quận cam, quận cam nha, thành phố cam nó Orange City, nó nằm trong cái Orange County. Nó có bốn thành phố chính, nó kêu là quận cam đó, nó là Anaheim, Garden Grove, Westminster và Santa Ana, là bốn thành phố đó nó thuộc quận cam. Nhưng mà đó, trong cái quận cam nó rất là nhiều cái thành phố nhỏ nó nối lại với nhau, giống như cái Midway City là nó nằm chính giữa cái Stanton với lại Westminster đó chiếu à. Vậy mà nó cũng có cái thành phố riêng, cũng có ông thị trưởng này nọ, cũng có cái sở rác riêng. Bởi vì cái tối ngày là người đi làm chuyện gì đâu không, mà nó gom gom và nó lớn chút xíu thì nó cũng đỡ hơn đó. Ở bên tay phải này của mình á, tay phải này của trên cái đường đi này nè, đây là một cái phạt của một cái công viên của cái thành phố Corona. Đây đó là để cho có ai có sinh nhật rồi tới chơi, chân nít rồi tới chơi mát cái bữa với những cái người ở trong apartment đó, và ở những chung cư á nó tù túng á thì họ đi ra đây họ chơi đó. Nó cũng có trồng ít bông trong đó, nó cũng có cái hồ nhỏ nhỏ, cái hồ nước nhỏ nhỏ trong đó đó, cũng to lắm, cũng nguyên một lóc đường, cũng một square mile đó. Có chỗ cho con nít đi cầu tuột, nó có cái bàn để tiệc tùng người ta ăn, rồi có những cái mấy cái hồi xưa mấy cái bơm nước hồi xưa đó mấy bạn, đây nó cũng có trưng bày, nó giống như cái Fairmount Park của thành phố Riverside cũng vậy nữa. Nó có những cái di tích lịch sử đó. Thành phố này coi đại khái thì chạy ngang khu phố này thấy nó cũng nghèo nghèo đó. Thấy cái xăng Acco không thì biết nghèo rồi. 5.69 là còn rẻ, anh kia mình đổ 7 đồng anh, ở trên chỗ bữa Hollywood á. Vẫn còn việc trong phố. Ở bên trái thì là Acco 5.69, ở bên đây đó là cái xăng không tên 5.67 thôi, nó rẻ hơn. Còn nếu mà xe con ngựa mình đi thì phải đổ xăng 5.97, tức là nó không phải được cái gì đó, cái đó là 2 octane á. Đó, mấy cái chiếc xe bò đó đẹp ghê á, mình thích mấy cái cảnh cũ. Tụi mấy người Mỹ đó là về đất nước họ, họ cũng có những cái xe bò xe ngựa y chang như nước mình luôn á. 5.57 còn rẻ hơn nữa nè, rẻ hơn tới 30 cent, 10 cent chứ. Ai biết sao không thấy nào đổ hết. Rồi, dần dần thành phố Corona này á, là người Mỹ ở rất nhiều các bạn. Nó gần Los Angeles, nó cách Los đó là gần hơn Riverside là 18 dặm á. Ra nhà cửa của đây nên là nó mắc hơn Riverside chút xíu. Đường số 6 này cũng là một con đường chánh của cái đường, con đường huyết mạch của thành phố Corona, cái đường Main này đó. Đường Main đi ngang cái Public Library, đó là Library là cái thư viện. City Hall nó cũng nằm ở đó. Đây
thấy cái xét triệu pop của corona, tức là cái bệnh viện cái chuyên môn da nó trị ung thư. Sắp dần dần đi tới cái tiệm ăn quyền thoại của mình. 40 năm trước mà làm ngân hàng á, ở corona nè, mấy đứa bạn mình nó hay dẫn đi ăn nhà hàng ở đây. Hồi xưa nó có tiệm cái nhà hàng mễ, nhưng mà ăn bữa sáng đó, ăn breakfast đó, thì nó vô nó kêu món, nó kêu là huevo ranchero, tức là huevo tức là cái trứng gà đó, là trứng gà ốp la ăn với bánh mì thôi, chỉ có miếng chi miếng xà lách thôi vậy thôi, mà cũng tên nọ tên kia huevo ranchero. Vậy cái mình vô mình ghẹo nó, thì ví dụ như crazy chicken đó, nó kêu là el pollo loco, loco là con gà. Bị ngừng chắn ngang cái đằng đỏ, mà hên đó là tại thằng đường quẹo trái nó nối đuôi mình luôn, thành ra nó không bị cày đó. Ở đây đó là Civic Center đây này, Corona Civic Center đó. Thì chỗ này đó là cái tòa thị chánh, tòa thị sảnh nó nằm đây nữa các bạn, nó lại giống cái khu vực trường Palm để mình. Đây là cái tòa thị chánh, cái City Hall của cái thành phố Corona này đó, đẹp ghê ha, nó làm cái cũ kỹ rất là lạ đó. Nó là 81 năm ha. Những cây cổ thụ nó cao vậy đó, là cái tuổi đời nó còn lớn hơn mình nữa đó. Qua chưa thường thường á, những cái nhà mà nó gần cái City Hall rồi này nọ là mấy cái nhà nó cũ lắm rồi mấy bạn, cái nó sửa sang lại, nó làm cái kiểu mấy cái tiệm rồi này nọ vậy đó. Nó ở đây giờ nó cũng ế thấy mồ luôn, nó nhiều, rất là nhiều tiệm dẹp đó. Mà mua theo cũng chẳng thấy ai muốn mà cái tiệm mới keo này của mình đây đó. Hồi xưa đó thì mình đi làm á là chỗ gần cái góc Lincoln đây này, bây giờ cái bên kia đường Freeway 91 á, nói là ngân hàng chứ đừng, mình làm chỉ là trong cái warehouse thôi mấy bạn, nguyên cái warehouse thiệt là to vậy, tất cả những cái computer mấy cái hệ thống IT là nó nằm vậy đó. Trời ơi, cái phòng mình làm việc hả, nó lạnh còn hơn cái tủ lạnh đó, nó có 4 độ C mấy bạn, nó lạnh buốt luôn, thành ra mùa hè là mình cũng mặc áo lạnh luôn, mình mặc một cái lớp quần ở trong, một cái lớp quần ở ngoài đó, là quần jean vậy nó mới chịu nổi chứ không thôi á, rồi mang giày boot nữa, nó lạnh rung lập cập mà ra trời hè nó nóng chảy mỡ luôn á. Thành ra mình á, lúc nào là trong xe mình á, là nó cũng có cái áo lạnh, nó cũng có đôi giày boot á, là mình đi ra ngoài đường á thì mình mang đôi giày bata thôi, mà vô trong đó là giày boot luôn tới cái đầu gối luôn, mà nó lạnh quéo chân luôn á, mà tay lại lúc nào cũng đeo găng á, thành ra nhà mấy người đó tưởng mình khùng á, trời hè đi đâu đeo găng á, trời đánh nó gõ cái tay nó cứ ngắt không à, bưng cầm cái ly cà phê nó nóng vậy đó, mày còn chút xíu á, chưa tới 5 phút là nó nguội ngắt rồi, nó mau nguội rồi, tối ngày được một ngày là mình uống là biết bao nhiêu là cà phê nóng không á thì nó mới chịu nổi cái phòng lạnh đó. Rồi mình làm chút mình mở cửa cái mình hé ra, tại vì nếu mà nóng quá thì cái máy nó bị overheat vào, cho nên nó phải giữ cái nhiệt độ vậy đó. Mình làm cũng được mười mấy năm đó, 13 năm mình mới nghỉ. Cái ngân hàng nó bán cho ngân hàng khác, bởi vì cái hệ thống của mình hồi xưa làm là nó cũng liên quan tới hệ thống Union Bank đó, nó rất là rõ, nó khó mà ăn gian lắm. Bây giờ đó giờ nó vừa bán cho bên US Bank, đó là cái nhà hàng ngân hàng lớn hơn, những ngân hàng lớn hơn nó có nguy hiểm vỡ nợ hơn là những ngân hàng nhỏ đó, vì nhỏ đó thì nó kiểm soát là client nó chặt chẽ hơn nhiều. Còn cái lớn thì cái visa đó là một cái trung tâm khác, từ cái trung tâm nọ qua trung tâm kia đó, cùng một ngân hàng bạn, mà nó rắc rối lắm á đó. Dần dần tới cái này là nó đi xa hơn cái ngoại ô, nó ra tới cái gần cái Corona Hills rồi. Corona Hills nó cũng có hai vùng, một vùng Corona Hills mà nó gần bên thành phố Noco, tức là North Corona miền bắc đó, cái ngân hàng mễ đây nè, cái nhà hàng mễ đây nè, đó là nó kêu là Chuck Wagon á, là Bar and Grill, là nó nướng rồi này nè, hồi xưa là cái nhà hàng mễ mình hay ăn á. Bữa nào có dịp bởi rủ anh Lê đi ăn cái hàng khác. Chị ăn cái nhà hàng mễ lúc mình làm ở trong cái khúc đường Smith này, trong cái warehouse mấy phía kia.
có 30-40 nhân viên thôi, hồi đó làm có 30-40 nhân viên thôi. Giờ cũng nhớ bạn, nhớ bè, như tụi đám bạn mình nó chạy tuốt qua bên Dallas hết rồi. Một mớ tụi nó làm cho Pfizer, nhưng mà giờ sau này nó làm với cái kêu mà AI intelligence đó là theo lờ đâu, nó cũng bớt, nó cũng không cần nó tất cả. Giờ ba cái deposit ticket rồi này nọ, mấy cái sale ticket transfer từ này kia nó cũng luyện hết, không có là thẳng đi luôn, thẳng vô computer, vô cái notepad thôi, nó bạn nó điều khiển hết trơn, không dây wireless được không, dễ sợ vậy đó. Thành ra chị mình nó chỉ rất là sợ là vô ăn cắp tiền. Mình nói chị chứ chị Sáu ơi, nó ăn cắp tiền, nó lựa người có nhiều tiền nó ăn cắp, chứ chị có 1,000 đồng bạc mà chị sợ ý gì đây, tối ngày là cứ phải chạy ra chạy vô ngân hàng đi rút tiền ra để cho nó dưới 1,000, nhưng nó chính phủ nó biết không có đó, cho nó chỉ có cái ending cái ba lăng thì anh chị cứ để đó, chứ nó đưa chị 1 tháng 1,000 là bây giờ đó là vì cái lý do chị bận rộn không có ai chở chị đi ra ngân hàng, chị không đi được thì là 2 tháng thì nó lên 2,000 rồi đó. Rồi nhiều khi đó là bây giờ đó giờ bỏ vô đó thì có dứt rút tiền ra đó, giờ mà dưới 500 đồ này kia, dưới 500 đồ này kia đó là sợ nó bị phạt tiền của tiền điện tiền nước nhiều lắm, chỉ trả tiền điện 300 đồng, điện nước là 300 đồng tháng ấy. Cũng không có thua mình gì mình đâu, mình này trả hơn chút, tại nhà mình rộng, mình tưới cây nhiều, nhà chỉ là 300 tháng 291 đồng tiền điện nước, dễ sợ. Còn ga thì rẻ lắm, trên mình ga thì nó có 1 tháng có 9 đồng 10 đồng, lúc này không có heo, không có nấu cơm heo, thành ra ít tiền, chứ lúc trước chừng 18 đồng anh, chừng 18 đồng. Giờ mùa hè thì mình không có nấu cơm, bây giờ nấu cơm nấu rồi ăn, rồi ăn cũng không hết, ăn thì nhiều khi làm biếng nhai đó bạn, chứ bao nhiêu như mình nấu nuôi gì thì dễ ăn hơn, nấu nuôi hoặc giờ mình làm bánh cuốn, hoặc là mình nấu bún mọc á, thì ảnh không ăn cho nên mình nấu nuôi với mọc. Ôi trời ơi, liền nó ăn quá đi. Thôi về dễ ăn nhất á là mình thấy là cái món thịt heo của mình á, thịt heo kho tàu mình tho kho cho nó rút rút kiểu mà thịt hầm vậy đó, cái xong lấy 2 cái đĩa mình dễ dễ nó ra, cái mình để lên cái miếng bánh tráng của mẹ, cái mình ăn vậy nó rất là dễ ăn rồi. À, cho bạn xem ở phía dưới đường, ở dưới này nè, mình ở trên cái cầu cao tốc á, mình tụt xuống cái đường thành phố đó, mình đổ xuống đây nè. Đường này đường độc đạo. Đường này đường độc đạo là đi ra đây không có ve được, cho không có ve lại được. Đó là thành phố nó đổ xuống như này đó, là mình đi như vậy đó là mình tiết kiệm được là cả chục dặm nằm ở trong phố đó các bạn. Đó là mình tụt xuống như này đó là nó là chân của cái chân cầu của đường highway, cái đường cũng là xa lộ, mà xa lộ là trong liên tỉnh thôi, là xe 71 là nối thành phố Corona với lại cái thành phố San Dimas, ở chỗ cái khúc 210 á, chỗ đường 210 mà hôm qua mình có quay cái đường mình đi lên trên chỗ West Hill đó, đi về cái vùng valley của thành của quận Los Angeles á. Đó. Đường dưới này đông lắm, cái gì freeway dưới đó là freeway 91 á, là nó nối liền thành phố Riverside và thành phố Los Angeles ở cái miền vùng miền Nam á, vùng miền Nam tức là Gardena, Compton, rồi nó cũng có thành phố Long Beach, nó cũng gần gần đó, Long Beach nó cũng thuộc County LA County vâng. Đó. Rồi bên đó là gì, Compton đó, Gardena là bên tay trái, còn tay phải của 91 á thì là nó đi về cái El Segundo, rồi Rose thành phố Rose Grande, Linwood rồi này kia, Hawthorn rồi này nọ đó, dài dài á, bên sát biển á thì là Torrance đó, hoặc là nếu mà bạn mình á, nếu mà mình đi về cái thành phố Rancho Palo Verde như cái anh Falcon á, cái anh bù câu, cái anh mà gì đó đại bàng, mà đại bằng thứ dữ đó. Là anh hỏi á, anh nói là mình quay đó thì bây giờ có một người khách kia mình xuống dưới đó làm, nhưng mà bữa nay thì mình không có đủ thời giờ để làm, để mình coi mình thu xếp được thì mình sẽ làm rồi mình quay sơ sơ cho mấy bạn xem, có lẽ là cũng phải trở lại cái nhà đó thì để coi, nếu mình thuận tiện bữa nay đi được thì mình đi, còn không đi được thì ngày mai mình đi chung với mình cái job ở cái quận Cam mà mình giúp cho anh Việt Nam đó ảnh làm, tại vì bây giờ hiện giờ quận Cam nó chỉ có mình á, chứ mình anh Lê chứ không phải mình. Anh Lê của mình, phải không anh Lê?
Lê của mình á, anh làm đó, có mình ảnh có cái license làm ở quận Cam thôi. Nhưng mà anh phải nhớ là người bạn của em nó giúp cho anh như vậy, bữa nào đó là rủ đi đi uống cà phê tội nghiệp chim chứ. Em có Thanh Long là em đem lên cho nó rồi, rất là dễ thương. Bây giờ nó là ảnh nhỏ mà cái anh, mà cái anh bạn mà mình nói ảnh ung thư gan rồi, ung thư gan mà là thay gan cái xong ảnh hôn mê luôn. 5 năm rồi. Chủ mình Tony tưởng anh cũng cua đẻo rồi, nó báo cho mình biết là anh cũng cua đẻo, lòng mình cũng cũng khóc, cũng thấy thương, bây giờ ảnh rất là thân với mình. Rồi có một ngày đẹp trời cái ảnh bừng giấc mộng, ảnh dậy, ảnh thức dậy, ảnh khỏe rồi. Bắt đầu cái gan ảnh làm việc lại là bây giờ lần nay là gần 10 năm nay rồi mấy bạn, gần 10 năm nay rồi là ảnh sống lại rồi đó. Tức là hồi mà ảnh mất là khoảng trước khi mẹ mình mất á, là giờ 3 năm sau á là ảnh thức dậy lần nay cũng mười mấy năm rồi. Là cũng giỏi lắm, ảnh nói tao được cái lá gan của cái đứa trẻ lắm á Laura ơi, tôi được cái đó đó này nọ đó, cười mà cười ảnh cười lớn lắm. Mà thấy cái bụng của ảnh nó bự lắm mấy bà ơi, nó bự hơn mấy cái bà chữa nữa, nó nhọn u ra vậy, nó thấy tội nghiệp lắm. Mà ảnh giọng nói thì rõ ràng rãng lắm, thấy mình thấy đó là mình rất là mừng. Vì nghĩ là đã chết rồi mà sống lại. Bữa đó mình cũng bị sốc, mình giật mình quá, mình cũng giật mình hết hồn. Nhưng mà rồi cứ hơi mình cười, mình nói mình rất là mừng, bởi vì mình giống như một người bạn mình đã chết đi, tưởng đã chết đi rồi giờ sống lại vậy đó. Đó, nhưng mà cái tình bạn là nó thân từ nay từ 20 năm nay rồi. Đó, ảnh bây giờ ảnh làm đó thì ảnh nó giúp cho mình, mình nói là mình nhân viên của ảnh là cái một nhân viên hợp đồng thôi, là mình có làm cho lúc nào ảnh cần thì mình làm. Hồi trước thì là con ảnh thì là inspector mới, ra mình kêu nó làm phụ cho tụi mình rồi này nọ, mà anh đó thì con của ảnh mới 18 tuổi thôi đó, ra đi ra làm cái để cái iPod vô trong cái lỗ tai cái chọt vô đó cứ nghe vậy, mà khách mình đâu có chịu, nói cho nó không có chịu. Thật ra driver thì không có làm biến đâu, nhưng mà vì nó chưa có kinh nghiệm, chứ còn ba nó thì thôi, rồi ba nó kỹ lưỡng lắm nha. Hồi đó mình đi xây mấy bồn nước uống là anh Jim đó là anh giới thiệu cho phòng lab mình làm đó, thì đi làm những xây những cái đó là gửi technician đi làm thôi mấy bạn, tại vì ảnh là IOR tức là ảnh là inspector rồi, cho nên nhưng mà ảnh do là ảnh bị mổ rồi này nọ đó, ảnh bị bệnh ảnh không có làm cylinder được, ảnh phải cung lên cung xuống. Chứ là những cái bồn nước đó nó rất là quan trọng, hay là những cái building giống như những cái hotel, những khách sạn đó là nó cần phải technician đó, là cái ACA chọc chọc á, là không phải mình làm cái sample không ra ngoài công trường vậy, là mình làm vậy mình phải tính cái density, tính cái tỷ trọng của cái xi măng đó là nó nhiêu bao nhiêu, cái xi măng nào rồi cái qua thùng control, cái control nước rồi này nọ, nó kỹ lắm nha mấy bạn. Trường học, những cái hotel, những cái khách sạn, cái hotel là khách sạn đó, những cái bệnh viện, những cái con đường giống như đường cao tốc này nè, mấy mình làm đó là lơ tơ mơ đó, nó sụp người ta là nó thương mình chết á đó. Thì bữa mình đi thi thì cái anh trẻ đó đó thì anh cũng có làm cái gì trật đó, nhưng mà thông thường á ta đi thực hành, chỉ thực hành thôi chứ không ai đi mà hỏi giám đốc, mà bị quay mình quay vòng vòng nó giống như là đi thi ra làm bác sĩ, đi ra vậy đó, coi cái tư cách của mình, cái cách ăn nói làm sao, rồi có hấp tấp rồi này nọ hay không. Mình là rất là bình thản mà mình ấy, nhưng mà tại vì anh nói của mình mà nói cho mình nghe mà cái giọng của Texas á nó eo eo mình nghe không được, rồi đã vậy rồi máy bay nó cứ lên xuống nó ù ù quá không nghe, mình hỏi anh ba.